Đây là Executive, cây dao đa năng thuộc dòng 74mm của Victorinox với tổng cộng 10 chức năng. 74mm có thể là kích cỡ lỡ cỡ và không phổ biến cho lắm, nhưng nếu bạn thấy dòng 58mm quá nhỏ để cầm nắm và dòng 91mm quá to để treo chìa khóa thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Executive có kích thước nằm ở giữa dòng Victorinox 58 và 91mm với trọng lượng chỉ khoảng 43g. Cảm giác cầm nắm và kích cỡ các chức năng đem lại trải nghiệm tốt hơn hẳn dòng 58mm, nhưng lại không quá nặng nề để bỏ túi hay là treo chìa khóa. Lưỡi dao chính dài 5,5cm vẫn đủ hợp pháp để mang theo người cũng như đáp ứng tốt nhiều nhu cầu cắt gọt hàng ngày. Một lưỡi dao nhỏ sắc bén chuyên dụng dành cho các công việc cắt gọt có độ chính xác cao được đặt ngay cạnh. Chiếc kéo lớn gần bằng của dòng 91mm sắc lẹ và có lẫy thay thế được nếu chẳng may bị hỏng. Bên cạnh là chiếc rũa móng tay kiêm đầu làm sạch móng dài gần 6cm nên dùng rất ổn. Đặc biệt nhất của Executive là một lưỡi dao chuyên dụng để bóc vỏ cam, rất khó để có thể gặp lại chức năng này trên các mẫu dao khác của hãng. Và ở hai mặt ốp cán là vị trí có tăm nhựa và nhíp. Chiếc móc thép này thì cũng được tính là một chức năng luôn. Dù bị cho là có giá bán hơi đắt so với kích thước, nhưng mà những ai đang trải nghiệm dòng Executive rồi thì sẽ thấy là nó hoàn toàn xứng đáng.